nguyện. Cô này là... Đây là mẹ của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được mẹ của tôi rồi. Dạ con chào cô. Con mời cô vô nhà. Xin giới thiệu với mọi người, đây là mẹ của con. Mẹ của con tên là Dung. Dạ chào cả nhà. Nếu như tôi có làm phiền gì mọi người, xin mọi người thương tình bỏ qua. Trời đất ơi, chị đừng có nói như vậy, khách sáo quá à. Nè, nói cho chị yên tâm nha, thằng Nguyễn nó ở nhà tôi từ hồi nào tới giờ rồi. Tụi tôi coi nó như là con cái trong nhà vậy đó. Chị cũng vậy, chị là má của nó thì tụi tôi cũng coi chị như là con cái trong nhà. Hả? Trời, tôi lộn. Tụi tôi cũng coi chị như người trong nhà, không có ngại gì hết, yên tâm nghe chị. Dạ. Nè, cái bà này sao kỳ quá đi. Có khách mà cứ tụp túp hả? Dạ, tôi chào chị. Dạ, dạ, tôi tên là Mừng. Mẹ, chú Mừng là chủ tiệm bánh đó mẹ. Dạ, chắc thời gian qua thằng Nguyễn con tôi nó làm phiền mọi người nhiều lắm. Có gì xin mọi người thứ lỗi cho nó. Trời ơi, nữa chị lại khách sáo rồi. Mẹ, còn đây là cô Cúc, là vợ của chú Mừng á. Dạ. Tôi á là vợ của ông Mừng, tôi tên là Cúc. Nhưng mà phải nói thêm nữa nè, Trà My á là con gái của tôi. Nói vậy mới đủ bộ, phải không Nguyễn? Dạ. Dạ con chào cô, con là Trà My, rất vui được gặp cô ạ. À, dạ, còn đây là... Ê, khỏi, tôi là Phúc, Phúc Hậu, Phúc Đức. Nhìn mặt tôi có Phúc không? Ủa, chú, anh Lộc đâu sao con không thấy? À, nó xin nghỉ vài bữa, đi về quê, nghe nói má nó bị bệnh gì đó. Hy vọng là má anh không sao. Cái thằng, ở đây ai cũng mong vậy mà. Tôi thật sự cảm ơn cả nhà, thời gian qua đã cưu mang và bảo bọc con trai tôi. Tôi làm mẹ của nó mà không biết nói gì hơn câu cảm ơn. À, không có gì đâu chị. Thằng Nguyễn á, nó đã giúp nhà này nhiều việc lắm. Còn bây giờ thì nó cũng giống như là con cái ở trong nhà vậy. Cảm ơn anh. Dạ chị. Nói vậy tụi bay để ruột hai mẹ con nó luôn sao? Không phải ruột, mà chính người của anh Thọ. Tụi nó nói tụi nó không nỡ. Nghĩa là sao? Tụi nó nói thằng Hữu Nguyện đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu, nó chỉ mong được gặp lại mẹ nó thôi. Nếu mà như vậy giết nó cũng kỳ. Tao nuôi cơm tụi bay để tụi bay thương hại nó vậy hả? Cứ cho là tụi này vô côn vô đảng, nhưng ít ra tụi này cũng có cha có mẹ mà, đâu phải tự dưới cống chui lên mà không biết tình nghĩa mẹ con là gì. Ý mày là sao hả thằng kia? Dạ thưa anh, tụi tôi làm như vậy là đủ rồi. Làm nhiều quá ở kiếp này, kiếp sau tôi lãnh không nổi đâu. Biến. Mẹ kiếp, vô tới sự. Sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi, tôi làm một mình còn nhanh gọn hơn. Tôi đi trước đây. Có phải cái thằng đánh mì chính là thằng Vinh không? Dạ, chắc chắn 100% đó anh. Đi đi. Dạ. Đây là phòng của con hả? Dạ. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây nghỉ đi mẹ. Thank you.
Để con trải giường cho mẹ nằm nha. Từ giờ trở đi á, mẹ đừng có lo lắng gì hết. Mẹ cứ ở đây với mọi người, con chỉ ở với ba cho tới khi nào ba tỉnh lại thôi. Tới chừng đó con sẽ quay trở lại đây liền. Với lại mỗi thứ bảy chủ nhật con sẽ về đây với mẹ mà. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như vậy có kỳ không con? Mặt mũi đâu mà mẹ dám ở đây làm phiền mọi người hả con? Mẹ yên tâm đi, mẹ đừng lo. Mọi người ở đây thương con lắm, coi con giống như là người nhà vậy đó. Còn nếu mà mẹ thấy ngại thì trước mắt mẹ cứ ở tạm phòng này cho tới chừng nào con quay lại. Rồi con sẽ kiếm cái phòng trọ gần gần đây để hai mẹ con mình ở. Con trai của mẹ con lớn hồi nào vậy? Con đã trưởng thành, con đã trở thành người lớn thật rồi. Mẹ là mẹ của con mà mẹ không thể nào thấy con lớn lên từng ngày. Mẹ phải làm sao để mẹ con mình trở lại thời gian đó đây? Mẹ, thời gian qua chỉ có con lớn lên và già đi thôi, còn mẹ của con thì vẫn trẻ đẹp như xưa. Con cũng biết nói giỡn quá hả? Con nói thiệt mà, con đâu có nói giỡn đâu. Bây giờ nhìn mẹ không khác gì ngày xưa hết. Cảm ơn trời đất đã cho con của con lớn lên thành người lương thiện. Mẹ cảm ơn trời đất. Mẹ cảm ơn trời đất. Mẹ ơi, con trai của mẹ. Gì hả? Có chuyện đó sao? Nếu vậy cô phải thật sự cũng thương hơn nữa. Bởi vì không tờ là một kẻ đa nghi và nhầm hiểm bằng mỗi giá chúng ta phải hỗ trợ cho Hữu Nguyễn trong trường hợp xấu nhất. Nguyễn không kiểm soát quản lý được công ty lúc đó, bắt buộc tôi phải xuất hiện chứ không có cách nào khác. Cậu hiểu ý tôi không? Dạ tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Dạ. Thank you.
là má. Sao rồi? Ba để con đỡ ba lên nha. Người thế nào rồi? Ba tỉnh dậy từ lúc nào vậy ba? Nước nhổ thôi con. Dạ. Và đỡ rồi. Nhưng con đừng nói cho má con biết. Dạ. Con giữ bí mật chuyện chị cô vợ con biết thôi. Sao vậy ba? Ừ, vậy ba con có sẽ không nói biết chuyện ba tỉnh lại. Vậy ba nói cho con biết trước tất cả những chuyện này là sao? Tại sao ba lại giả hôn mê để làm gì? Tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho ba hết. Ba làm vậy chắc chắn là có lý do gì đó đặc biệt. Vậy ba nói cho con biết được không ba? Chỉ muốn tìm ra một sự thật. Chính gia bảo đã tặng cho con chiếc lắc này đó. Nhưng mà không phải là má tặng cho anh Bảo, mà là anh Bảo nhặt được cách đây 14 năm ở trước sân nhà mình đó má. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà chắc má không thể nào quên đâu ha. Tại chuyện này cũng khá là ấn tượng với má, đúng không má? Cô... À không, em nói như vậy là đang ám chỉ điều gì? Tại sao không nói rõ ra cho tất cả mọi người cùng biết? Thực ra thì không cần phải nói dài dòng làm gì. Em nói ít như vậy thôi, nhưng mà chắc má cũng hiểu là em đang nói gì, đúng không má? Thực ra chuyện này cũng không có gì phải nói dài dòng.
Ủa, má à, sao má không ăn nữa hả? Đồ ăn của má nguội hết rồi kìa. Đây vậy, sao em ướt như em vậy? Nè, con không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng con hiểu suy nghĩ của thằng Bảo. Nó nghĩ cái gì? Con nghĩ má là người hiểu rõ nhất cái chết của bà nội trong đêm đó. Ủa má, con nghe nói cái lắc tay này lúc trước là của má đúng không? Thật đó là gì vậy ba? Ba có thể nói cho con biết được không ba? Chuyện này rất là phức tạp. Con không hiểu được đâu. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Đừng để tâm đến chuyện này, bởi vì con không cũng không làm được nên tốt nhất là good nó đi. Còn dịch chỉ hữu nguyện ba muốn nhớ con. Hãy hướng dẫn giúp đỡ cho em nó nha.
Huy. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Em có một chuyện muốn hỏi anh, nhưng anh nhất định phải trả lời thật cho em biết. Đêm má anh Đạt mất, chỉ có hai chúng ta thôi phải không? Đúng vậy. Thằng Bảo hình như nó đã biết hết mọi chuyện. Chiếc lắc tay mà hồi đó em làm rớt, chính nó đã giữ, và giữ cho tới bây giờ. Cái gì? Em có chắc không? Lúc đầu em không nghĩ là nó đã biết hết chuyện. Em nghĩ là nó tình cờ lượm được chiếc lắc, và nó mang tặng con Lan Anh là để chọc tức em thôi. Nhưng thật sự không phải là như vậy đâu. Qua lời con Lan Anh nói thì em nghĩ là Gia Bảo đã biết hết mọi chuyện rồi. Không thể nào được. Bởi vì đêm đó anh đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng nhiều lần. Mà đêm đó, mà khi chuyện xảy ra, thằng Gia Bảo mới chỉ 12 tuổi. Làm sao mà nó dám ra ngoài một mình trong mưa gió bão bùng? Mà cho dù thằng Gia Bảo nó có chứng kiến được chuyện gì đi chăng nữa, làm sao mà nó nhớ tới tận bây giờ? Khuê, em cứ yên tâm đi mà. Em đừng lo lắng quá. Mọi chuyện không nghiêm trọng như là em nghĩ đâu. Em dám chắc Lan Anh không bao giờ bịa chuyện. Chỉ có Gia Bảo nói nó mới biết được thôi. Anh Tài, nếu chẳng may Gia Bảo nó chứng kiến cảnh giằng co đêm đó thì sao? Và điều em lo sợ nhất là nó biết được mối quan hệ của chúng ta thì biết phải làm sao đây? Còn Lan Anh, em à, Lan Anh, nó còn trong nhà này không? Nó ở trên lầu 2, đang ở trong phòng. Được rồi, để anh đi hỏi nó xem thế nào. Yên tâm đi. Dạ. Sao anh? Dạ, cứ đi. Mà tôi bị nạn, có hai người đi cứu mà ừ đó hả anh à? Đúng không? Anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? Sao anh anh tỉnh lại khi nào? Trời ơi, đúng không? Tôi không làm gì hết.
Hay nói đúng hơn, chúng tôi không hề liên quan tới cái chết của bà ta. Đó chỉ là một tai nạn. Anh hiểu không? Anh đừng nghĩ anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thì anh nói là chúng tôi có liên quan tới cái chết của bà ta. Anh Tài, anh Tài à? Ông tổng giám đốc mà, làm ơn đi. Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó. Chúng tôi không phải là tội phạm. Chú, chú đợi mà tôi lúc nào cũng coi chú như con cái trong nhà. Tại sao chú lại đuổi? Tôi biết chuyện đó chứ. Bà ta cho tôi học lên tới đại học là để xài tôi giống như một tên đầy tớ để phục vụ cho anh. Ban đầu chuyện đó là đương nhiên, cho nên tôi đã dốc hết lòng hết sức phục vụ cho anh, cho gia đình của anh, thậm chí coi đó là nhà của tôi. Nhưng mà đời nào người ta coi tôi là người thân? Có bao giờ anh coi tôi là người thân không? Anh Đạt, làm sao anh có thể hiểu được nỗi khổ nhục cay đắng mà bao nhiêu năm trời tôi phải chịu đựng đây? Vì trợ của rợ chú ôm hưởng bao năm nay sao? Vậy tôi hỏi anh, bao nhiêu năm trời có bao giờ anh coi tôi, có giây phút nào anh coi tôi là bạn hay không? Vậy nếu không thì sao? Tôi là ngựa mà tôi nhắm mắt làm ngơ, nhưng sao tới là chú gây ra hậu quả? Anh nói cái gì? Sai trái? Tôi làm cái gì mà sai trái hả? Chú chẳng phải là chú giận dữ chơi giận tôi bao năm nay? Nhưng rồi tôi chỉ im lặng đứng nhìn lỗi lầm của vợ lỗi lạc. Tôi biết hết nhưng chúng nhắm mắt lòng ngô ông trọng chiếu đơn xin quý cho con. Lỗi của tôi. Chú hơi ngồi anh không tha thứ,
Vậy anh định làm gì tôi? Hả? Anh làm gì được tôi? Anh Tài à, anh định làm gì tôi? Anh báo công an à? Ai tin anh? Hả? Coi anh kìa, đứng còn không vững, định làm gì tôi? Hả? Thời giận của anh đã hết rồi, chấp nhận đi. Một mình anh thôi. Anh à, tại sao anh không tin em vậy? Anh là anh ơi, thứ ba, xin phép cho con đưa ba vô phòng. Thank you.
Bà có sao không bà? Không sao. Cũng đỡ. Ngoài đi. Con xin lỗi. Nếu như đêm đó con bớt sợ hơn một chút, nếu con biết xử lý mọi chuyện nhanh hơn một chút, thì chắc là bà sẽ không mất sớm như vậy. Dạ có. Đang nói gì? Bà ơi, những gì con dám làm đêm đó chỉ là gõ cửa phòng làm việc của ba thôi. Không được, nếu mình không gọi ba là bà nội sẽ chết. Ai đó? Lúc đó là con ở. Con xin lỗi. Xin lỗi ba vì không nói chuyện này sớm hơn. Con thấy hối hận lắm. Với lại con xin lỗi ba. Vì con đã lỡ xuất hiện trên đời này. Thằng nhỏ, nó biết hết mọi chuyện rồi sao? Bảo thank you.
Vừa lòng anh chưa? Đây là điều anh mong muốn mà. Cô nói thẳng ra đi. Thật ra là cô muốn gì? Ý của má là sao? Con không hiểu. Tôi nói tất cả là tại cô. Vì cô mà gia đình tôi mới ra nông nổi nè. Má nói chuyện bữa đó là lỗi của con á hả? Chứ còn gì nữa. Nếu như ngày hôm đó cô không nhắc tới chiếc lắc tai đó thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Ông bà ta đã có câu: giấy thì làm sao mà gói được lửa, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Cho nên là má đừng có nghĩ là che giấu được sự thật. Cô không cầm cái miệng cô lại được hả? Lẽ ra trước đây má nên thú nhận với ba sự thật thì tốt hơn. Lan Anh, cô đang muốn đối đầu với tôi hả? Cô lúc nào cũng cố tình nhắc tới chuyện đó. Cô muốn làm khó tôi hay sao? Mới chỉ có như vậy mà má đã lo sợ rồi hả? Cô dám? Mới chỉ bắt đầu thôi mà má. Câu chuyện á còn có rất là nhiều tình tiết hấp dẫn đó má. Nếu mà má quên thì để con nhắc cho má nhớ nha. Chuyện xảy ra cách đây cũng 14 năm trước rồi. Lúc đó con còn sống ở Tây Ninh á. Có người á đã bỏ tiền ra thuê ba con bắt cóc má Hữu Nguyện. Câu chuyện này có đủ hấp dẫn không má? Chưa kể đến chuyện má sai xã hội đen đến hăm dọa, bắt ép còn phải nghỉ việc. Đây là câu chuyện sẽ khiến người ta chú ý nhiều hơn. Nếu mà con tiết lộ chuyện này ra thì có ít nhất hai người sẽ gặp phiền phức đó. Nè, cô nên nhớ những lời nói suông
chỉ chuốc họa vào thân thôi. Cô đừng nghĩ là cô đe dọa được tôi. Con có đe dọa gì má đâu. Mà con cũng đâu có tính báo công an đâu. Chuyện này nhỏ thôi mà. Con chỉ cần kể tất cả chuyện này cho thành viên trong gia đình mình nghe là được rồi. Cô, người ngoài có là cái thá gì đâu má. Cô. Nếu con kể hết chuyện này cho ba nghe thì má nghĩ xem ba sẽ phản ứng như thế nào. Và chuyện này có khiến cho con đủ trở thành con dâu nhà họ Trần hay không? Con nghĩ chắc là đủ ha. Cô đừng có quá đáng như vậy. Chẳng lẽ bây giờ cô dám làm chuyện đó với tôi? Nếu mà má không tin thì cứ chờ đi. Má có biết tại sao ba con phải đi tù không? Là chính con báo cho công an về tội bắt cóc của ba ruột con đó. Ba con mà con còn đẩy ổng đi tù được thì má là cái thá gì? Cho nên má đừng có thách thức con. Cô đúng là một kẻ thủ đoạn đáng sợ. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Má về hưu được rồi đó. Cái gì? Con nói là má cũng có tuổi rồi, má nên về hưu đi. Cô nói cái gì? Nói thẳng ra, con cũng chỉ muốn má làm một điều, là rời khỏi cái chức bà tổng giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Thành Phát. Sau này mọi chuyện về đối ngoại liên quan đến danh tiếng và lợi nhuận gia đình, má cứ để cho con lo. Do tại sao chú lại giúp tôi leo lên cái chức giám đốc làm gì? Chú đã là trợ lý của ba tôi gần 40 năm mà còn làm phản được. Vậy thì tại sao tôi phải nghe lời chú?
tại vì ba con không ngó ngàng tới con, chỉ muốn giao hết mọi việc cho thằng con quan đó. Đến với tôi vào ngày mưa, chú đừng có đem tôi ra làm cái cớ. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hối hận. Không hối hận? Cô nghĩ cô là ai mà dám khiêu chiến cho tôi? Cô nghĩ cô đủ sức hạ bệ tôi à? Đồ ranh con không biết liêm sĩ. Nè thằng kia, mày bị đuôi hả? Mày bị đuôi mới đúng. Giờ mày sao? Chết phải không? Đồ khốn kiếp, tỉnh lại đi. Con đã trưởng thành rồi, con đã kết hôn rồi, cậu phải làm sao để bảo vệ được gia đình nhỏ của mình chứ. Hơn nữa, vòng thi thứ ba của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Luôn bên tôi, dù gian khó hay khi huy hoàng. Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Đây là đề thi vòng ba mà chính thầy của chúng ta đã đề ra đó. Có khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi? Nếu định mệnh, hành tung của bà Dung rất bí mật. Bác sĩ Dương là bảo vệ của bảy, thêm đại diện giám đốc Duy nữa. Hình như bọn họ đang âm mưu một chuyện gì đó. Đúng là như vậy. Đây mới chính là thời điểm quyết định. Vì vậy bằng mọi giá anh phải đem về đây cho tôi bà Phạm Thùy Dung. Nhớ, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa? Tôi biết rồi. Cái bánh gì mà cậu mới làm đó? Bảo, đám cưới chắc vui hả? Xin lỗi nha, tại bữa đó tôi bận công việc cho nên không tới tham dự được. Sau đó còn bận biết bao nhiêu công chuyện của nhà máy nên giờ mới hỏi thăm được. Cậu sao vậy? Một cái chuyện gì hả? Cậu sao vậy Bảo? Bảo à, Bảo. Anh Nguyễn, dạo này em thấy tâm trạng với biểu hiện của trưởng phòng gia bảo không được tốt cho lắm. Là sao? Dạ, kể từ khi anh lấy vợ xong á, đêm nào anh cũng đi ba. Đã vậy, mấy cuộc họp ở trong công ty á, anh cũng không tham gia. Dạo này thằng Bảo nó kỳ lắm. Nó cưới Lan Anh về, xong nó toàn bỏ đi đâu không à. Nó không có vô công ty làm việc, thì cũng đi ba, hay là đi đâu đó chứ không có về. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị ở trong nhà chắc hẳn là phải biết hả? Chị cũng không biết nữa. Bây giờ có hỏi, hai tụi nó cũng không có chịu nói gì đâu. Mình không hối hận, không được hối hận. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hối hận. Không hối hận. Đúng là gan cùng trời. Cô nghĩ cô là ai mà dám khiêu chiến cho tôi? Cô nghĩ cô đủ sức hạ bệ tôi à? Đồ ranh con không biết liêm sĩ. Tiền tôi trả đủ hết rồi nghe. Đừng có nghĩ là tôi xỉn rồi ngày mai là nói là tôi chưa trả tiền nghe. Nghe không? Ê, có chừng té. Thank you.
Sao giờ này Lan Anh còn xuống tầng đây? Lan Anh đi bằng gì vậy? Mình đi bằng taxi. Dạo này nghe nói Bảo hay nhậu nhẹt lắm. Có chuyện gì vậy? Có gì Nguyện để mắt tới ba Lan Anh dùng Lan Anh nha. Đương nhiên rồi, Lan Anh đừng có lo. Dạo này chú cũng bớt bớt rồi. Vậy hả? Chú chịu khó đi làm hơn. Tính tình chú cũng thay đổi chút chút. Bây giờ chú cũng không uống nhiều rượu nữa. Uống thì cũng uống chừng mực chứ không như hồi xưa. Nếu vậy thì tốt rồi. Thôi Lan Anh đi trước nha. Khoan đã, Lan Anh về một mình như vậy có được không? Nguyện đừng lo cho Lan Anh. Dĩ nhiên là được rồi, Lan Anh không sao đâu. Lan Anh đi trước nha. Lan Anh à, mình đã đi theo Lan Anh từ nhà tới tận đây rồi. Mình biết Lan Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giấu giếm nỗi lòng. Tại sao là như vậy? Chẳng phải mình đã nói rồi, Lan Anh phải cố gắng sống thật hạnh phúc sao? Thank you.
Trần Thành Đạt. Không phải là tao ác với mày, mà tại số phận bắt buộc tao với mày phải đối đầu với nhau. Phải một sống một còn. Gia bảo nhất định phải ở trên ngôi cao nhất, phải được tất cả mọi người kính trọng, phải là người thành công. Say quá nên nó nói bậy, anh bỏ qua cho nó nha. Nó là em của mày hả? Dạ, dạ phải. Anh thông cảm nha, tôi xin lỗi nhiều. Thôi xin lỗi là được rồi, anh bỏ qua đó. Dạ. Nè, theo tôi đến chỗ đây. Ra. Đi theo tôi. Làm gì tôi hả? Làm cho cô tỉnh ra đó. Thằng khốn. Tại sao cậu lại trở nên như vậy hả? Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của mình, cố gắng học hỏi để đứng lên bước tiếp. Còn cậu, còn thiếu thốn cái gì, còn mất mát cái gì mà trở nên như vậy hả? Nếu không sống như vậy thì tôi không thể chịu đựng được. Tại sao không chịu đựng được? Từ nhỏ cậu đã ăn sung mặc sướng, cậu có đủ cả ba lẫn mẹ, cậu có cả công ty Thành Phát, và mới đây cậu còn có cả Lan Anh nữa. Còn tôi, tôi không có tất cả những thứ quý giá đó, nhưng tôi vẫn sống mà. Bà, công ty, Lan Anh, tôi làm gì có được những thứ đó. Tôi chưa từng một lần có được những thứ đó. Tôi không sở hữu được cái gì hết. Chính vì vậy tôi cảm thấy mình không chịu đựng được. Cậu có hiểu không? Cậu đừng có vô dụng như vậy nữa được không? Đồ khốn kiếp. Cậu tỉnh lại đi. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã kết hôn rồi, cậu phải làm sao để bảo vệ được gia đình nhỏ của mình chứ. Hơn nữa, vòng thi thứ ba của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Đây là đề thi vòng 3 mà chính thầy của chúng ta đã đề ra đó. Có một điều mà cậu vẫn chưa biết, đó là trước khi rời khỏi thế gian này, người mà thầy của chúng ta nhắc tới chính là cậu đó, Minh Quân.
Thầy đã dặn tôi là phải yêu thương và bảo vệ đứa em duy nhất của mình. Dù thế nào tôi cũng không bỏ cậu đâu. Vẫn còn kịp mà Gia Bảo, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Anh em mình sẽ cùng nhau làm cho Gia Bảo. Hai chị, à má, nếu con nhớ không sai á thì chiều nay má có hai cuộc hẹn. Một cuộc hẹn đi gặp bà Phượng, thì để con đi thay má nha. Tại vì con thấy bình thường má cũng vất vả rồi, chăm sóc cho ba như vậy chắc má cũng mệt lắm rồi. Má cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến chuyện ở ngoài nữa. À, chiều nay con có hẹn người giúp việc đó, tới nhà mình làm thử một tháng. Nếu mà má cảm thấy ổn thì mướn người ta luôn. Má thấy có được không má? Lan Anh à, em là thành viên mới trong gia đình, nếu như mà cứ ôm đồm một lúc nhiều việc như vậy cũng không phải là hay đâu. Còn má nghĩ sao? Má cũng nghĩ giống như chị hai hả má? Sao cũng được, tôi không rảnh đâu mà quan tâm tới mấy chuyện này. Nếu như cô cảm thấy thích thì cứ tự ý mà làm. Tôi không ăn nữa. Má, hai chị cũng ăn đi, kẻo trễ giờ làm đó. Thank you.
Nè, Hữu Nguyên. Gì hả Minh Quân? Anh làm bằng cách nào vậy? Những thứ thuộc về anh gần như tôi đã cướp hết. Vậy mà anh vẫn cười được. Tôi cướp ba của anh, cướp nhà của anh. Tôi đuổi anh ra khỏi công ty. Tôi còn cướp luôn cả người yêu của anh. Vậy sao anh vẫn còn cười được? Tâm hồn của anh quá thánh thiện. Vì anh là một kẻ ngu ngốc hay anh là người vô cảm? Vô cảm gì chứ, tôi cũng là con người mà, cũng có hỉ nộ ái ố chứ bộ. Đâu phải là tôi không biết giận, không biết buồn. Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy rất đau khổ khi bị cướp hết tất cả mọi thứ. Nếu vậy sao anh vẫn có thể vui vẻ hả? Vì chúng ta vẫn phải sống tiếp mà, vui hay buồn thì chúng ta cũng phải sống. Đâu phải ngày hôm nay tồi tệ, ngày hôm nay chúng ta thất bại là cuộc đời của chúng ta đặt dấu chấm hết đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không vui vẻ sống trọn vẹn một ngày chứ? Hữu Nguyện à, cho dù tôi có sống thêm 100 năm nữa, tôi cũng không thể hiểu nổi loại người như anh. Dạo đi. Qua đó ngồi đi. Bà Dung sao rồi? Tôi đã tìm nhưng mà không có thấy. Nhưng mà dạo gần đây hành tung của bà Dung có nhiều điều bí ẩn. Tôi biết hành tung của bà Dung rất bí mật. Bác sĩ Dương là bảo vệ của bà ấy, thêm đại diện giám đốc Duy nữa. Hình như bọn họ đang âm mưu một chuyện gì đó. Đúng là như vậy. Đây mới chính là thời điểm quyết định. Ai nhanh hơn người đó sẽ thắng. Vì vậy bằng mọi giá anh phải đem về đây cho tôi bà Phạm Thùy Dung. Nhớ, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa? Tôi biết rồi. Được rồi, đi đi. Bảo, ông đó làm gì ở đây vậy? Một người quen thôi. Mới sáng sớm con tìm chú có chuyện gì không? Ngồi đi. Tôi tính triển khai nghiên cứu sản phẩm mới từ hôm nay.
con đổi ý rồi sao? Tôi đâu thể khoanh tay không làm gì để cho cái thằng Nguyễn đó nó gạt ra. Thua ai chứ thua cái thằng đó thì không thể chấp nhận được. Nhưng muốn làm thì phải có tiền. Trình lên công ty phải mất 2-3 tuần mới cầm được tiền trong tay. Vậy thì không kịp. Cho nên... Chú hiểu ý con rồi. Con đang cần tiền để nghiên cứu sản phẩm mới đúng không? Đúng rồi. Được. Chú sẽ giúp con. Chỉ cần con muốn là được. Bằng mọi giá, con cứ hạ gục thằng Nguyễn đó đi. Còn mọi chuyện còn lại để chú lo. Ủa? Dạ con chào chú. Chú làm gì ở đây vậy chú? Chú tới đây có công chuyện. Dạ. Cái loại bánh mà hôm bữa đó, cái bánh gì mà cậu mới làm đó? Dạ bánh mì trắng. Phải rồi, bánh mì trắng đó. Cậu tính chừng nào giao bánh đó? Dạ sao chú? Dạ vậy là trước tiên là tôi sẽ bán thử trong vòng một tuần. Rồi nếu như bán chạy thì tôi sẽ bán tiếp luôn. Còn không tôi sẽ trả. Nhưng mà bên cậu phải đền bù gấp 3 lần hợp đồng. Cậu tính sao? Dạ thiệt hả chú? Dạ được, tất nhiên là được rồi. Hàng để có sẵn, con sẽ giao liền. Dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn chú nhiều lắm. Rồi cứ vậy nhé. Chào mọi người. Dạ alo, anh cần gì ạ? Bánh mì trắng hả anh? Dạ anh đợi một lát đem báo giá cho anh. Alo. Dạ, dạ đúng rồi, công ty chúng tôi sản xuất bánh mì trắng. Dạ. 20.000 cái hả? À dạ 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 dạ, sẽ có 20.000 cái cho nhà hàng của chị trong tuần này. Dạ, dạ dạ. Tới đây em. Alo. Dạ, dạ chị. Là cái gì đây? Dạ, công thức làm bánh mới của xưởng mình đó chú. Rồi tính làm cái gì? Dạ, thì còn làm gì nữa, mình làm bánh thôi. Chứ không phải các đối tác đã đều lắc đầu hết rồi sao? Dạ, chuyện đó thì chú khỏi cần lo. Cái đó con sẽ lo, chú chỉ cần cho nhà máy chuẩn bị hoạt động lại là được. À, chú Mừng và chú Phúc từ nay sẽ lo về khâu tuyển chọn nguyên liệu nha. Chú Phúc, chú làm tổ trưởng tổ nguyên liệu nha. Cái gì? Tổ trưởng luôn hả? Dạ. Dữ à. Chú Thuận, chú đã làm ở nhà máy này gần 20 năm rồi còn gì. Gắn bó gần 20 năm chứng tỏ chú cũng thích làm bánh và cũng lưu luyến nhà máy nữa. Trước sau gì thì cái chỗ này cũng tiêu thôi. Chính vì vậy nên con mới muốn cùng chú cứu nó. Nhà máy này là niềm hy vọng, là thể diện và là niềm tự hào của ba con. Cho nên con nhất quyết phải giật dậy nhà máy này tới cùng. Con hy vọng là chú sẽ hết lòng giúp con. Thưa mọi người, tôi xin thông báo, nhà máy của chúng ta từ nay sẽ sản xuất bánh làm từ bột gạo. Và loại bánh này có tên là bánh mì trắng. Cũng kể từ ngày hôm nay, lương của mọi người cũng sẽ được tăng. Trời đất ơi, tăng luôn. Ủa, đã vậy? Đã vậy? Đã vậy? Còn nha, còn nha. Và nhà máy của chúng ta cũng sẽ từ từ được sửa chữa, để mọi người có một không gian làm việc thoải mái nhất. Rất mong mọi người cố gắng hết sức
cùng tôi đưa nhà máy trở lại được như trước kia. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kể từ nay, rất mong mọi người hãy cố gắng hết sức. Cố gắng! 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 Cảm ơn mọi người. Tôi đi. Công việc của trưởng phòng Gia Bảo tiến hành tới đâu rồi? Anh mới hả? Cần thêm một ít thời gian nữa. Hữu Nguyện, nó đã cho ra đời loại bánh mới. Đơn đặt hàng cũng đã tăng lên gấp đôi trong vòng một tuần. Tôi có nghe chuyện đó rồi. Nhưng mà Bảo à, chúng ta không còn thời gian nữa. Chỉ trong vòng 10 ngày tới là có cuộc họp với ban giám đốc rồi. Nhưng không thể vì vậy mà nhắm mắt làm liều được. Là một người làm bánh, tôi không chấp nhận việc này. Thôi được, vậy con cố gắng trong vòng một tuần nữa nha. Ráng làm cho xong đó. Sao vậy trưởng phòng? Bánh của anh đã làm xong rồi mà sao anh không báo cho chú Tài biết? Loại bánh này tôi làm ra không phải để dành cho ông ấy. Hữu Nguyện. Dạ, con chào mấy chú. Chào cháu cậu. Dạ chú. Tôi nghe nói bánh mới ngon lắm hả? Chắc là nhiều đơn đặt hàng lắm. Dạ, cũng nhờ mấy chú giúp đỡ mà con đã vực dậy được phân xưởng 13. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Công nhận Hữu Nguyện nó giỏi thiệt nha. Chưa đầy một tháng mà nó làm tất cả mọi chuyện. Tụi chú không phục cháu dữ lắm á. Phải đó. Đúng như câu hổ phụ sanh hổ tử. Cháu, cái tài võ của cháu y chang như cha cháu ngày xưa vậy. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà con cũng còn dở lắm, cũng phải nhờ mấy chú chỉ giúp nhiều. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Cảm ơn mấy chú. Thôi đi ha. Đã đến mức này rồi, chúng ta không thể nào để yên được nữa. Cứ theo cái đà này, thằng Gia Bảo con của chúng ta dám thua thằng con quan đó lắm. Khuê, Khuê, em có nghe anh nói không? Có, anh nói đi. Em làm sao vậy?
Lại có chuyện gì sao? Kể từ ngày hôm đó, em không còn gặp anh ấy nữa. Hay là anh không muốn gặp em, thậm chí còn không thèm tức giận. Bây giờ em không biết anh nghĩ gì trong đầu. Khuê, đây đâu phải là lúc em nghĩ về hắn ta đâu. Vậy bây giờ em nên nghĩ gì đây? Thằng Bảo, con của chúng ta, nó đang ở trong thế kẹt. Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuộc họp rồi, mà nó vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào cho sản phẩm mới hết. Anh Tài à, chúng ta dừng lại đây đi có được không?